Chào mừng quý vị đến với kênh Bệnh Tiểu Đường. Ở cái video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái chủ đề, đó là dinh dưỡng dành cho người bệnh tiểu đường. Trong cái video trước thì tôi đã giới thiệu tới quý vị về tổng quan một cái bữa ăn lành mạnh dành cho người bệnh tiểu đường thì bao gồm đầy đủ bốn cái nhóm dưỡng chất. Thứ nhất đó là đường, là đạm, là mỡ, là chất xơ, là các vitamin và khoáng tố. Ở cái video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu về cái nhóm dưỡng chất đầu tiên, đó là cái nhóm dưỡng chất bột đường. Thì thông qua video này thì chúng ta sẽ biết được đâu là cái chất bột đường tốt và đâu là cái chất bột đường xấu, và những cái thực phẩm nào thì người bệnh tiểu đường nên sử dụng và những cái thực phẩm nào người tiểu đường không nên sử dụng trong cái nhóm dưỡng chất bột đường này. Và mời quý vị cùng theo dõi. Chất bột đường là gì? Chất bột đường hay còn gọi đó là cái carbohydrate. Cái chất này thì có nhiều ở trong các nhóm thực phẩm tinh bột như cơm, bánh mì, các loại củ và một số các loại quả có vị ngọt. Ngoài ra thì carbohydrate còn tồn tại dưới cái dạng đó là chất xơ và trong một số những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tuy nhiên thì với carbohydrate trong chất xơ thì cơ thể chúng ta không hấp thu được. Còn cái carbohydrate trong thực phẩm động vật thì chiếm cái tỷ lệ tương đối thấp. Chính vì thế mà cái chất carbohydrate này nó tồn tại chủ yếu đó là trong cái nhóm tinh bột và nhóm đường. Vì vậy mà chúng có tên đó là chất bột đường. Và dưới cái dạng là thuần thiên nhiên thì chất bột đường nó là cái nền tảng cho một cái chế độ ăn uống lành mạnh. Nó cung cấp cái nguồn năng lượng tương đối là đơn giản, dễ hấp thu cho cơ thể. Chất bột đường thì có hai loại. Thứ nhất thì đó là cái loại đơn giản. Cái loại này thì được cấu tạo từ 1 cho đến 2 cái đơn vị đường cùng loại. Chẳng hạn như đó là cái đường glucose có trong máu của chúng ta, cái đường fructose có trong hoa quả và cái đường lactose có trong sữa. Và như vậy thì chúng ta nhớ khi chúng ta ăn sữa, chúng ta ăn hoa quả thì đó là trong sữa và trong hoa quả có đường, và cái đường này thì chính là cái đường đơn. Đặc điểm của cái đường đơn thì cơ thể chúng ta rất dễ phân giải loại đường này. Và khi mà chúng ta ăn cơm, ăn bánh mì, ăn các loại củ thì trong những thực phẩm này có chứa đường, và cái đường trong những thực phẩm này là cái đường đa. Và đặc điểm của cái đường đa là khi cơ thể chúng ta sử dụng vào thì chúng ta cần phải có một cái thời gian dài để phân giải cái loại đường này. Vậy thì chúng ta nên sử dụng đường đa hay sử dụng đường đơn thì tốt cho sức khỏe của chúng ta? Thì mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu. Vâng, thì thưa quý vị, như vậy thì người bệnh tiểu đường thì nên chọn cái nhóm carbohydrate nào đây? Thứ nhất thì là cái nhóm đơn giản thì bao gồm có hoa quả, trái cây và sữa. Thứ hai thì chúng ta chỉ có ăn cơm, ăn bánh mì, ăn các loại củ để lựa chọn cái nhóm carbohydrate phức tạp. Và nếu như mà tôi có đưa ra cái lời khuyên cho quý vị là chúng ta chỉ chọn một trong hai cái nhóm carbohydrate kể trên thì chắc chắn là quý vị sẽ phản bác lại với tôi. Bởi vì hàng ngày thì quý vị vẫn sử dụng cơm, vẫn ăn trái cây, vẫn uống sữa, nhưng có sao đâu. Và điều này thì là hoàn toàn chính xác. Bởi vì cho dù là cái chất carbohydrate, cái chất tinh bột tồn tại ở dạng đơn giản hay là chúng tồn tại dưới cái dạng phức hợp hoặc là cái thực phẩm nào đi chăng nữa thì đây vẫn là cái cơ sở để cung cấp cho chúng ta một cái chế độ ăn uống lành mạnh và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên thì chúng chỉ an toàn cho chúng ta khi chúng ở cái dạng đó là dạng thuần thiên nhiên. Chẳng hạn như khi một cái củ khoai tây mà còn nguyên vỏ chúng ta đem luộc, chúng ta nướng thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Đó là cái củ khoai tây đã được xay nhuyễn ra và đã được thái ra đem chiên giòn lên. Thứ hai thì khi mà gạo của chúng ta thì còn gạo lứt thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn cái gạo mà đã được làm trắng. Hoặc là một khi chúng ta ăn một cả một quả cam, chúng ta uống nước một quả cam tươi thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn là cái nước cam đã được đóng chai. Thì đó mới là cái điều quan trọng trong cái vấn đề lựa chọn cái chất carbohydrate của chúng ta. Điều này có nghĩa là khi lựa chọn
Carbohydrate thì chúng ta không quan tâm đến cái vấn đề cái đó là chất carbohydrate đó là đơn giản hay là phức tạp, và chúng tồn tại dưới cái dạng thực phẩm nào. Quan trọng là carbohydrate đó được chế biến như thế nào. Và điều này nó sẽ quyết định đến cái việc mà khi chúng ta sử dụng vào cơ thể thì nó ảnh hưởng đến cái đường huyết trong cơ thể của chúng ta ra sao, và đặc biệt đó là đối với bệnh tiểu đường. Và cái lời khuyên của tôi là khi quý vị lựa chọn cái nguồn carbohydrate thì cố gắng lựa chọn cái thực phẩm thuần thiên nhiên, và khi chế biến thì chúng ta ưu tiên cho đó là luộc, là hấp, là nướng, hạn chế cái việc ninh lâu và xào nấu, tránh xa cái việc chiên giòn. Còn trong cái trường hợp mà quý vị không thể lựa chọn được cái nguồn thực phẩm thuần thiên nhiên thì khi ăn thì cố gắng là nhai kỹ, ăn lâu, bởi vì khi nhai kỹ ăn lâu thì chúng ta sẽ nhanh no, và nhanh no thì chúng ta sẽ cần ít thức ăn hơn thì vẫn đảm bảo được đó là cung cấp đủ cái năng lượng cho cơ thể. Và đặc biệt thì đối với người bệnh tiểu đường thì chúng ta không sử dụng những cái thực phẩm có nguồn gốc từ công nghiệp đã chế biến sẵn như đường trắng, bánh kẹo, bim bim, rồi là nước ngọt, vân vân. Thì đó là một số những cái lưu ý để chúng ta có thể lựa chọn cái nguồn carbohydrate một cách an toàn, và chúng ta không cần phải quá cầu kỳ ở cái chỉ số đường huyết của chúng. Chỉ số GI là gì? Thì hàng ngày chúng ta đang sử dụng rất nhiều những cái nguồn thực phẩm khác nhau. Mỗi loại thực phẩm thì có chứa cái chất bột đường khác nhau, cũng như là cái đặc tính khác nhau, mà chúng ta không thể biết được đâu là cái thực phẩm mà an toàn cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đối với bệnh tiểu đường. Thì chúng ta dựa vào cái chỉ số GI. Đây là cái chỉ số đánh giá cái tốc độ mà phóng thích đường vào trong máu của mỗi loại thực phẩm. Chẳng hạn khi mà tôi đang đói, tôi uống cốc nước đường thì ngay lập tức tôi cảm thấy rất là sảng khoái. Nhưng thay vào đó tôi ăn một quả chuối thì phải có một thời gian lâu hơn thì tôi mới cảm thấy được đó là tôi tỉnh táo lên. Thì đó là do trong cái nước đường, cái chỉ số GI của đường kính đường trắng nó là 100 là cao nhất, nhưng trong quả chuối thì nó chỉ có 55 thôi. Chính vì thế mà khi đói uống nước đường thì sẽ nhanh tỉnh táo hơn là ăn một quả chuối. Thì đó là cái tốc độ phóng thích đường vào trong cơ thể của chúng ta, gọi là cái chỉ số GI. Và khi biết được cái chỉ số GI trong mỗi loại thực phẩm là cái điều hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với người bệnh tiểu đường, chúng ta có thể dựa vào cái chỉ số này để lựa chọn những cái thực phẩm nào mà chúng ta nên ăn, còn những cái thực phẩm nào thì chúng ta không nên ăn. Vâng, thì thưa quý vị, trong cái phần cuối này thì chúng ta sẽ đi đến đó là lựa chọn những cái thực phẩm nào để an toàn cho người bệnh tiểu đường trong cái nhóm đó là carbohydrate hay là cái nhóm bột đường. Thì như chúng ta đã biết có hai cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn cái thực phẩm an toàn. Thứ nhất thì đó là dựa vào cái thực phẩm và thuần thiên nhiên. Thứ hai thì đó là cái chỉ số GI của mỗi thực phẩm. Cái chỉ số GI là cao nhất thì được 100. Cái thực phẩm mà có cái chỉ số GI càng thấp thì càng an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Chỉ số GI thì được chia làm 3 mức. Cái mức cao nhất đó là trên 70. Cái mức trung bình là từ 55 mà cho đến 69. Và cái mức thấp là cái chỉ số GI là nhỏ hơn 55. Thì căn cứ vào ba cái mức này để chúng ta đánh giá đâu là cái thực phẩm mà an toàn cho chúng ta. Và cũng căn cứ vào cái chỉ số GI mà người ta đã tổng hợp được một số những thực phẩm được cho là chỉ số GI thấp. Chẳng hạn như trong trái cây thì có quả táo, quả bưởi, trong rau củ thì bao gồm có tất cả các loại đậu và khoai lang, trong ngũ cốc thì có yến mạch, có lúa mạch đen, trong thức ăn nhanh thì có đậu phộng, sô cô la, sữa chua, và trong thức uống thì đó là sữa. Và một số cái thực phẩm thì được cho là có cái chỉ số GI cao, như là trong trái cây thì có quả trà là, quả dưa hấu, trong các loại củ thì có cái củ khoai tây nghiền. Và trong ngũ cốc thì có bánh mì, có cơm, trong một số cái thức ăn nhanh thì có bánh gạo và bánh kẹo, nước uống thì có các loại nước ngọt. Và đó thì là một số cái thực phẩm được cho là cái chỉ số GI thấp là an toàn cho cơ thể chúng ta, và một số cái thực phẩm có chỉ số GI cao thì chúng ta không nên sử dụng. Và mỗi loại thực phẩm thì đều có cái chỉ số GI riêng của chúng. Quý vị có thể lên trên mạng, quý vị tham khảo thêm cái phần bảng chỉ số GI để chúng ta tìm hiểu được tốt hơn. Vâng, thì thưa quý vị, như vậy thì cái video này chúng ta đã đi tìm hiểu rất kỹ
về cái nguồn carbohydrate hay còn gọi là cái nguồn bột đường. Và chúng ta cũng đã biết được cái cách để chúng ta có thể lựa chọn được cái nguồn bột đường sao cho an toàn, đặc biệt là đối với người bệnh tiểu đường. Hy vọng thì cái video này cũng đã mang lại nhiều cái giá trị cho quý vị. Nếu như quý vị yêu quý tôi thì cũng đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Và nếu như quý vị thấy cái chương trình này là hữu ích thì cũng giúp tôi chia sẻ ra cộng đồng. Xin kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui, và chúng ta sẽ gặp nhau ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.